Xin chào toàn thể các bạn. Như đã hứa hôm trước thì hôm nay mình sẽ làm cái phần trắc nghiệm về góc giữa hai mặt phẳng. Thì cái phần này mình đã có một cái video về cái phần tự luận, nó khá là dài. Các bạn có thể vào trong kênh các bạn mò ra cái video đó các bạn xem về cái lý thuyết. Cái phần lý thuyết của hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái phần góc giữa hai mặt phẳng thôi, coi như các bạn đã biết cách tìm góc. Thế thì về cái cách tìm góc giữa hai mặt phẳng thì các bạn phải làm những cái việc gì? Ví dụ như là người ta yêu cầu tìm góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta này. Thì về cái phương pháp để tìm góc giữa hai mặt phẳng này nó như nào? Thì nó có nhiều phương pháp, thì nhưng mình thấy có cái phương pháp như này thì mình thấy nó dễ hiểu đối với mình nhé, còn đối với các bạn thì không biết là nó như thế nào. Mình nghĩ là nó cũng sẽ là dễ hiểu đối với các bạn thôi. Về cái bước 1 thì các bạn phải đi tìm được cái giao tuyến giữa hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. Mình giả thiết cái giao tuyến này nó có đặt tên là delta chẳng hạn. Về bước thứ hai thì các bạn phải đi tìm một cái mặt phẳng P nào đó mà vuông góc với cái đường thẳng delta này. Các bạn nhớ delta này chính là giao tuyến giữa hai mặt phẳng alpha và beta. Sau khi mình đi tìm được một cái mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng delta rồi thì mình chuyển sang cái bước thứ ba. Bước thứ ba là đi tìm giao tuyến giữa mặt phẳng P với mặt phẳng alpha. Mình đặt nó bằng một cái đường thẳng A chẳng hạn. Và các bạn đi tìm giao tuyến của mặt phẳng P với mặt phẳng beta, mình đặt nó bằng B. Bạn nhớ nhá, sau khi đi tìm được một cái mặt phẳng vuông góc với giao tuyến thì các bạn lần lượt đi tìm cái giao tuyến của mặt phẳng P với hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta này. Sau khi các bạn tìm được hai cái giao tuyến đấy rồi thì cái bước 4 các bạn thấy rằng là cái góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta nó chính là góc tạo bởi hai đường thẳng A và đường thẳng B này. Được chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ vào vận dụng. Vận dụng thì chúng ta làm một cái bài trắc nghiệm là như này. Ví dụ cho hình chóp SABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại điểm A. Cạnh AB bằng 2A, cạnh SA vuông góc với đáy và cái cạnh SA này bằng A. Bây giờ người ta bảo là góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC là, thì nó có các đáp án như này. Bạn nào mà các thầy cô đã dạy cách dùng máy tính bỏ túi Casio, các bạn bấm thì các bạn bấm thử xem cái kết quả này nó sẽ bằng bao nhiêu. Tuy nhiên ở đây mình sẽ hướng dẫn đối với các bạn mà không biết cách bấm máy và không nhớ được cái công thức. Mình nghĩ là nhiều để nhớ công thức này cũng sẽ rất là khó đấy, không nhớ được công thức đâu. Vậy thì bây giờ làm như nào? Đây mình đã vẽ hình sẵn cái hình như này rồi. Đây, vẽ sẵn cái hình như này. Thì mình đưa cái này lên một chút để cho các bạn xem đề này. Các bạn xem đề. Và đây là hình. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ người ta cho cái mặt cho hình chóp SABC rồi. Đây, hình chóp SABC này. Đáy là tam giác vuông cân tại A, vừa vuông và vừa cân. Đấy, tam giác cân tức là tam giác nặng 1 cân đúng không nào? Rồi, thế thì bây giờ đây người ta sẽ yêu cầu đi tìm góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC. Mặt phẳng SBC đây, mặt phẳng ABC đây. Bạn đi tìm góc giữa hai mặt phẳng này. Vậy thì theo như đúng cái lý thuyết nãy mình vừa nói ấy, bước thứ nhất là các bạn phải đi tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta đúng không? Thì ở cái bài toán này thì các bạn phải đi tìm giao tuyến của mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC. Thì thông thường các bạn tìm giao tuyến này các bạn nhìn thấy ngay nó sẽ ra được cái giao tuyến. Thế thì cái bước 1 mình đi tìm giao tuyến của SBC giao với mặt phẳng ABC. Cái thằng này các bạn làm ra nháp nó khá là nhanh, nó không có là lâu đâu các bạn xác định. Chẳng qua mình ở đây mình hướng dẫn thì nó mất thời gian thôi. Thì nó chính bằng cái đường thẳng BC này không? Đấy, các bạn nhìn thấy ra ngay cái giao tuyến nó chính là đường thẳng BC. Bạn nào mà vẫn chưa biết cách được xác định giao tuyến thì các bạn quay ngay trở lại về cái phần hình học năm lớp 11 nhé. Nó vào cái kỳ 1 đấy, kỳ 1 của năm lớp 11 các bạn xem. Sau khi các bạn tìm được giao tuyến rồi là giao tuyến BC này, đường thẳng BC này, các bạn phải đi tìm một cái mặt phẳng nào đó mà vuông góc với cái đường thẳng BC này. Thì tìm vấn đề mà các bạn đi tìm mặt phẳng vuông góc với lại đường thẳng nó cũng khá là dễ. Nếu đường thẳng mà vuông góc mặt phẳng thì nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đấy, được chưa nào? Thế thì cái BC này người ta cho cái đáy ABC này là tam giác vuông cân rồi, vậy các bạn phải bám sát vào cái đề bài nhá. Người ta cho như thế có lý do của nó. Cái tam giác ABC là tam giác vuông cân rồi, nếu mình gọi Y là trung điểm của cạnh BC này thì đương nhiên các bạn thấy rằng nó đã vuông cân tại điểm điểm A rồi, tam giác vuông cân tại điểm A rồi. Vậy thì khi mình kẻ cái AI này
thì đương nhiên nó cũng sẽ là vuông góc với BC, đúng không? Cái thằng này đóng vai trò là đường cao luôn, đường cao của tam giác ABC đấy. Như này thì các bạn nhìn thấy này, BC vuông góc với cái cạnh AI, BC vuông góc với AI, BC vuông góc AI rồi BC lại vuông góc SA này, thấy chưa? Bởi vì người ta cho SA vuông góc với đáy mà, BC vuông góc với SA, cái này là vì SA vuông góc với đáy ABC, được chưa nào? Thì các bạn thấy một cạnh này mà vuông góc với hai, một cạnh này nhá mà vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng, một cạnh BC này vuông góc vừa vuông góc AI này vừa vuông góc SA này, thì đương nhiên nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng SAI này. Đó, nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng SAI. Vậy thì mình đã tìm được một cái mặt phẳng mà vuông góc với cái giao tuyến này rồi, được chưa? Sau khi đi tìm được cái mặt phẳng mà vuông góc với giao tuyến rồi thì các bạn lần lượt đi tìm giao tuyến của cái mặt phẳng bạn các bạn vừa tìm sao dựng xong ấy với hai cái mặt phẳng mà các bạn đang đi tìm, cần đi tìm góc, được chưa? Thì cái giao tuyến lúc này của mình nó là SI và thằng AI, đúng không? Tức là gì? S SAI, tìm giao tuyến này nó cực dễ luôn, giao với SBC thì nó chính bằng SI. Đấy, đây là đường thứ nhất. Cái SAI giao với mặt phẳng ABC bằng gì? Nó chính bằng đường thẳng AI của mình, đúng không? AI. Đấy. Vậy thì góc giữa hai mặt phẳng SBC đúng như lý thuyết đấy nhá, SBC và mặt phẳng ABC, nó chính là góc tạo bởi hai cái đường thẳng giao tuyến các bạn vừa tìm xong, chính là góc giữa hai đường thẳng. À, mình chữa lại viết A đây, nhầm mất, AI, AI và đường thẳng gì? SI. Được chưa nào? Thế thì các bạn nhìn thấy ngay ở đây là hai góc giữa hai đường thẳng này nó là một phải là phần là một góc nhọn, đúng không? Vậy thì nó chính là góc này. Được chưa? Đó chính là góc SIA, đúng không? Cái này chính là bằng góc SIA. Ôi trời, mình đã viết đây. Bằng góc SIA. Đấy. Và mục đích bây giờ, mục tiêu của các bạn bây giờ các bạn phải đi tìm cái góc SIA này thôi. Thế muốn tìm góc SIA thì các bạn nhìn thấy cái tam giác cái mặt cái đường thẳng SA đã vuông góc với đáy rồi thì đương nhiên nó phải vuông góc với cái cạnh AI này. Vậy cái tam giác SAI là tam giác vuông, đúng không? Vậy bây giờ lúc này các bạn áp dụng định lý hàm số cos cho tam giác vuông thôi. Các bạn tìm góc này thì các bạn nhìn thấy là gì? Ví dụ tan của góc này thì sẽ bằng đối trên cạnh kề, tức là bằng SA. SA thì các bạn biết rồi, chia AI thôi, đúng không? AI thì các bạn chưa biết. AI các bạn chưa biết thì bây giờ các bạn phải tính thôi. Bây giờ người ta cho tam giác ABC vuông cân tại tại A rồi, vậy cạnh AC phải bằng cạnh AB, cạnh này phải bằng cạnh này. Đúng không? Đã vuông cân rồi, vậy BC này nó là cạnh huyền. Và người ta cho cái BC rồi, các bạn nhìn thấy BC bằng 2A này. Đấy, BC bằng 2A. Vậy thì lúc này các bạn thấy rằng là BC bình phương. BC bình phương thì sẽ bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Được chưa? Theo Pythagore cho tam giác vuông ABC vuông tại A đây. Vậy thì hai thằng này đã bằng nhau, hai cạnh này bằng nhau rồi, vậy đây sẽ bằng hai lần cái cạnh AB bình phương, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ tìm được ra cái cạnh AB, suy ra cạnh AB bình phương thì sẽ bằng là BC bình trên 2, đúng không? BC bình chia cho 2. Mà BC người ta lại cho bằng 2A rồi. Vậy đây sẽ bằng 4A bình phương chia cho 2, đây sẽ bằng 2A bình phương. Ok chưa nào? Khi nó bằng 2A bình phương rồi thì bây giờ mình sẽ tìm ra cạnh AB. Nhưng mục tiêu mình đi tìm cạnh AB để làm gì? AB này sẽ bằng A căn 2 nhá. Mục tiêu mình đi tìm cái cạnh AB này làm gì? Mình tìm cạnh AB thì các bạn nhìn thấy cái tam giác ABI này là tam giác vuông tại Y không? Tam giác vuông tại Y thì cái đoạn BC các bạn biết rồi, cái đoạn đương nhiên Y là trung điểm thì BI này các bạn cũng biết, đúng không? Thì vậy thì cái tam giác này vuông ở đây các bạn hoàn toàn các bạn tìm ra là cái cạnh AI này. Thế chưa nào? Vậy thì bây giờ mình xét cái tam giác vuông ABI vuông tại Y này. Vuông tại Y, vậy AB này là cạnh huyền thì AB bình phương sẽ phải bằng là AI bình cộng với BI bình phương, đúng không? BI bình phương. Và bây giờ các bạn phải rút ra AI bình thôi bằng gì thôi? AI bình phương này bằng AB bình trừ đi cạnh BI bình phương. Đấy, các bạn thay số vào bằng AB bình lúc nãy mình vừa tính là bằng gì? Bằng 2A bình. Được chưa? Trừ đi cái gì nào? BI. BI thì bằng BC chia 2, đúng không? Bằng BC trên 2, BC thì bằng 2A. 2A chia cho 2 xong tất cả bình phương. Được chưa? Thằng này giảm nữa rồi, vậy A bình 2A
2a bình trừ a bình chỉ nó chỉ còn là a bình thôi. Ok chưa nào? Đấy, ai bằng a bình rồi thì các bạn rút ra thôi. Suy ra cái cạnh ai của các bạn nó sẽ phải bằng là bằng a. Được chưa nào? Đấy, tìm ra cạnh ai rồi, tìm ra cạnh biết cạnh SA rồi, SA người ta cho bằng a rồi. Đấy chưa? Vậy thì các bạn suy ra được là cái tang của góc SIA. SIA là cái góc giữa hai mặt phẳng mũi các bạn vừa vừa dựng ấy thì nó sẽ bằng đối, tức là bằng cạnh SA trên kề, tức là cạnh AI. SA bằng a chia cho a bằng 1. Đấy. Thì tang của góc này bằng 1, vậy thì suy ra góc này phải bằng 45 độ. Suy ra góc SIA. Bạn nào không biết không nhớ được các góc đặc biệt như thế, giá trị lượng giác của các góc đặc biệt như thế, các bạn bấm máy tính shift tang của 1 này cái thì nó lập tức nó ra sẽ ra 45 độ đúng không? 45 độ. Xong. Vậy mình tìm ra cái góc giữa hai mặt phẳng là bằng 45 độ. Ok chưa nào? Cái góc bằng 45 độ rồi, vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái đáp án nào? Đáp án B là đáp án chính xác. Xong. Được chưa? Thì giới thiệu với các bạn thì khi mà hướng dẫn cho các bạn thì nó lâu như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn đã làm, các bạn đã quen rồi, các bạn làm ấy, thì cái bài này các bạn làm chỉ mất khoảng độ xem nào. Chết cũng phải mất khoảng độ 1 phút nữa, hơn 1 phút nữa các bạn. 1 phút rưỡi, 1 phút rưỡi đến 2 phút. Nếu mà các bạn làm tốc độ. Vì các bạn khi các bạn làm tốc độ thì những cái phép tính như này, các bạn không cần phải viết những cái đoạn này nữa. Các bạn chỉ việc tính thôi. Tính thôi thì cũng không cần phải viết như mình như này. Đúng là các bạn rút ra luôn, các bạn rút ra luôn nó sẽ là ra nhanh. Ok, vậy thì cái phần góc giữa hai mặt phẳng mình hướng dẫn các bạn thì mình sẽ dừng ở đây. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhờ các bạn like và chia sẻ lên Facebook cho mọi người cùng xem giúp mình. Nhân đây thì nếu bạn nào mà ở Thái Nguyên, ở quanh thành phố Thái Nguyên thì các bạn có thể lập team, sau đó là email cho mình hoặc là chat Facebook với mình, xong mình nếu có nhu cầu thì mình sẽ lên cái mình hướng dẫn các bạn. Mình khác với một số người mà làm video mà đăng lên trên mạng là chỉ theo kiểu câu câu thôi, nếu mà muốn xem được hết thì lại phải vào cái trang này để mua, dùng tiền để mua video để xem. Hoặc là nhiều người hay câu like, câu nói chung đủ các kiểu, mục đích cuối cùng vẫn là để kiếm tiền. Thì thôi thì mọi người, những người đấy thì người ta chuyên tâm kiếm tiền bằng cái việc đi dạy này. Mình thì không đi dạy, đâm ra là mình kiếm tiền bằng cái công việc khác. Mình rỗi rãi lúc nào thì mình làm cái video và mình đăng lên trên mạng này. Bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn vào đây các bạn xem miễn phí, không phải mất tiền gì cả. Free bao giờ cũng là thích nhất đúng không? Người Việt Nam mình lúc nào cũng thích dùng hàng free. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy like và chia sẻ lên Facebook giúp mình nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ comment ở bên dưới. Mình có thời gian mình sẽ trả lời và mình sẽ hướng dẫn tận tình cho các bạn. Rồi xin cảm ơn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.